Cô thì là được nhiều người chú ý trên suốt ra ngày, cứ nói cô quan hệ bảo là cô lãng mạn, cô lãng lơ. Mà nào cô có cái gì lãng lơ, người ta thấy cô thì người ta thích, người ta cười thì cô cũng cười, cô cười thì người ta bảo là lãng lơ. Nói ra đừng sợ phát sóng trên kênh Fansipan TV vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần.